Hello tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình lại đi thăm một cơ sở, một cái trung tâm của anh bạn để mình đặt mấy bộ cửa lưới chống muỗi cho gia đình của mình và cho một khách hàng nữa. Thì mình cũng thấy rất là ngạc nhiên nhá. Xưởng đa số là vận hành toàn con gái làm cửa thôi. Đấy, từ đứng máy cắt rồi là đến các thao tác đột dập. Vì cửa lưới muỗi này thì nó rất là nhỏ, thành ra là để chị em vận hành thì có lẽ là hiệu quả và sản phẩm chất lượng hơn là để cho anh em. Thì rất nhiều nhá, kính thưa tất cả các loại cửa lưới chống muỗi trên thị trường. Vô cùng nhiều luôn. Nhân tiện là làm cho của gia đình mình rồi là làm cho khách nữa thì nhân tiện mình giới thiệu luôn cho tất cả anh em thợ nhôm kính với lại mọi người biết sơ bộ về một số cái loại cửa lưới muỗi cơ bản. Ví dụ đây, đây là một loại cửa lưới và mở trượt kéo từ trên xuống. Đấy, mình bóp hai bên cái là mình kéo nó xuống và nó sẽ nhả tay ra thì nó sẽ dừng lại nhé. Thì lưới này là bằng sợi thủy tinh tổng hợp, đại loại nó là như thế. Đấy, mắt lưới rất là nhỏ nhé. Cửa lưới muỗi thông minh, khi mình bóp lại thì nó lại đây là đang tích hợp 2 trong 1 nhé. Thế còn đây là một dạng nữa này. Đấy, cái này nó tách rời với cái bên kia nhá, chẳng qua là để vào một cái hộp để cho nó dễ xách thôi. Đấy, thì loại này là xếp theo kiểu chiếc quạt giấy. Lưu ý là loại này không chống được chó mèo và đặc biệt là chuột nhá. Loại thứ ba này thì là lưới bằng inox 319, nó rất là nhỏ và mịn và mềm nhá. Loại này thì sẽ là bền hơn. Đấy, chuột đột nhập là cũng khó hơn. Cái khung bao của nó, cái bản của nó được 3 phân rưỡi nhá. Thế là khi mà mình lỡ lắp cửa rồi ấy, thì cái này loại này nó nhỏ cho nên là vẫn lắp vào nó rất dễ dễ dàng. Đấy, 3 phân rưỡi. Bề này thì được 2 phân rưỡi. Ok. Đấy thì lưới inox 319. Chất liệu này thì tốt hơn loại trước. Nhưng mà nó giá cả thì cũng tăng hơn. Giờ là một mẫu cao cấp và đặc biệt. Nó ghép vào bằng những cái lá nhôm và có đục lỗ được sơn tĩnh điện. Đấy. Độ mịn của nó cực cao. Đó. Khi đóng thì nó sẽ xếp vào một bên. Đấy. Cái này thì nó thích hợp với cái cửa ban công to. Đấy. Nó không những chống côn trùng rồi chống chó mèo đột nhập và đặc biệt là chuột nữa. Khi xếp vào thì là 9 phân nhá. Còn đặc biệt hơn hơn nữa là chống được cả trộm nhá. Đấy thì chất liệu này nó rất là bền vững và có thể làm khóa tay khóa bình thường, khóa móc rất đặc trưng của hệ cửa lùa. Đấy. Thì loại này thích hợp cho những cái bộ cửa to nhé. Tất nhiên là cái giá thành của nó cũng rất là to. Ngoài ra còn cái loại lưới mà lưới nó dày dặn hơn ấy, nó chống cắt được ấy, chống trộm tốt ấy, thì mình sẽ giới thiệu sau nhé. Loại đấy có thể tích hợp được với các cửa hệ luôn, ví dụ như là hệ 93 hoặc là những cái hệ cao cấp. Ai có nhu cầu thì cứ alo nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem, like và đăng ký kênh. Xin hẹn tất cả mọi người ở video tiếp theo.